Hello my friend, welcome back to my channel. Nên mình sẽ chơi 8 tựa game bắt đầu với Ad Vanke, Kapaki, let's go. Level 121 các bạn nhé. Okay, win, next level. Win, nice. Các bạn xem nhớ cho mình một like và một subscribe channel này. Win. Like, subscribe channel, thank you very much bro. All fair. Cua được nhưng không còn đùi các bạn ạ. Next level. Wow, easy. Xe này giống Cameron các bạn. Cái đầu thì lại không giống xe là hết. Một level nữa nha. Ok, taxi sim 2022. Multiplayer. Oh my god. Mình sẽ chơi khác đi. Thank you.
lên xe nào. Hi, how are you? How are you? Is this the fastest route? Thank you.
Quarry River Tree. Car parking by Midweek Unity.
Win. Next level. Mình không hiểu cái nguyên tắc hoạt động của cái máy quả bom này mà. Tụi nó thích nổ, cái nào nó nổ ấy. Biết cái nào nó nổ rồi. Vẫn chạm này. Đi nhanh quá à. Quá nó sẽ nổ. Ok, hiểu hiểu hiểu. Cho nó vào gầm coi nè.
win. Ini gamenya Car Factory. Các bạn xem nhớ cho mình một like và một subscribe. Thank you very much. Cái vô lăng này ảo thật đấy. Cứ vào số là sẽ bị mất tiếng các bạn ạ. Oh my god. Summer camper.
cái này áo nhỉ. Hơi bé nha, mình thích vòng lăng to hơn. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye.